hả? Dạ bên Mỹ. Chừng nào bên Mỹ có gửi về nhớ chơi chạy cho anh với nha. Dạ dạ. Anh là tên Thanh Khùng. Bữa nào vô chơi cho luôn. Ok liền. Number one. Thank you. Nghiệp quá không ơi. Vậy đó ai cho em cái em bên Mỹ tay cái em nói là khéo rồi nó cho mẹ gửi 50 ngàn. Ừ, đúng rồi chị. Ai vậy là hả? Vậy là em có công đức như vậy là 700 người chém 500 người tâm với chơi chém nó bạn gì đó hả? 700 người 400 người muốn chém đó hả? Cho mẹ anh chuỗi sàn anh trốn em thôi, anh sợ chém lắm. Thôi giỡn thôi anh Tý. Thôi đừng nói vậy đó, đừng nói nữa ha. Không có nói đâu. Ca vui rồi phải làm. Ca đi. Ca vui vẻ nói chuyện. Thôi giờ em ca ăn bán đó nghe anh thuộc. Ừ. Em không thuộc ca ăn bán đi. Rồi hồi nãy mấy anh em mình đi chơi đầu quán cho đét ca cừu giỡn chơi nha. Em mời chống chống quýnh giữa đường đấy bà nội. Không có nói gì. Chơi giỡn nha. Ca ăn bán nhà Bảo Xuyên đi. Rồi, Bảo Xuyên. Bảo Xuyên ơi, nhìn em mà gưng gưng dòng lại. Hình như nức nở u buồn, rồi bao nhiêu thương nhớ em dành trả lại cho anh những gì mình đã chê qua vui. Sao giờ đây anh nói bỏ em đành. Trời ơi xứ xa mù mịt, qua mùa thu đã chết từ lâu rồi, còn bao nhiêu thương nhớ ai chúng mình đắp mồ yêu nhau. Em giờ đã tàn thế rồi anh ơi, sống như cô nhân một kiếp ăn mày. Thôi bán rồi, dạ tôi ca được không? Cũng ca tầm 7 tầm 7. Bơ nhìn mơ cùng nó nghe nè. Dạ. Thì thiện mơ cùng ca tầm 7 tầm 7, cái tóc ca tầm 7 tầm lắm. Mới bà ca tầm 7 đây nó quậy mà. Anh không để ý em ai cũng quậy á, anh Tiến trong bạn trong chục chặt á anh Tiến. Vợ anh Tăng em cũng quậy quậy bà bỏ đi luôn. Anh Tiến thương mơ cùng á, mày con không hả? Không tốt thương em. Biết rồi, có giới thiệu nhìn cặp mắt em thì chị biết rồi. Em tính em ha, không bao giờ ham tiền. Chị nói thiệt chứ cơ. Nè, chị nói chuyện à, cũng không bao giờ ham chồng đẹp trai. Cũng không ham cái gì mà. Mà ai biết, ai mà biết tính con mơ, ăn ruột, ruột con mơ ra hết luôn. Chị, cũng tính cũng không tham lam tiền. Cho thì mừng, cười giỡn, không cho thì buồn. Không có thì xin, không có thì xin. Xin cái người ta không chịu, ta nói cho. Cho em à, cho quậy anh ta lại ta xin ừ. Cái em cho người ta lại chứ cái tính tốt cái ta ta cho rồi cái bắt đầu cho nữa xin không có ta đi cái buồn đúng rồi xin ta ra cái ta đi luôn. Hôm qua ông Tâm quay clip rồi ông nó cho lên chỉnh quay bà sáu đi luôn một đi luôn không cho tiền nữa không cho được không cho tiền dạng như 400 cho 200 người nhín lợi kẹo keo kiệt tao kệ đi cưng ơi. Rồi mình đâm qua đâm lại đã cho không có xin nè nói chung là không có xin tám dạng rồi giờ ta coi clip là thương để cho hả dạ dạ biết rồi nè bây giờ em hát đi nè các cô các chú nè dạ. Sớm nhỏ gần xa nè cái ta xa xa cái ta thấy mơ khổ cái ta cho đó cơ mơ khỏi cần xin bởi vậy để thiệt trời ơi tiền kè thiếu gì mà cây ơi chị ca nãy giờ em có tiền thưởng chị 500 lâu chứ ý em vậy bây giờ em có thử cái gì không nhận đâu không nhận đâu cái đó của em là của em cô bác cho ai người đó nhận tại vì sao thôi giờ là mà chị nghèo thiệt mà chị có con chị nuôi rồi dạ. Biết sao không đời chị đi một bậc đi long sáng chiều chị cũng tương có hồi dẫn ba đi ăn chớ bao giờ chị tương nghĩ bà rằng của em nào mắt có đỏ bớt rồi đâu bà coi coi sao nếu ông Tiến kêu tôi ham tiền nha để bắt đầu xương coi thử nữa coi sao bà cơ mà lặt đây nè thôi thôi luôn ha em chạy mơ biết sao không dạ em lại lại chạy dạ chị sợ em chị đưa bằng sai cho em coi rồi tối năm nay tội nghiệp em thôi hôm nay ơi bộ ông khác thôi tối năm nay làm gì sợ em đi lấy chồng hao thế cho nên chuyển cho em coi tối nay chị nói ông khác thôi vậy bỏ ông nhà gì mà tối nay làm về tôi đi theo tôi gần à đi theo tôi gần ngon người yêu của anh đang ở lúc giao kìa nụ cười đang cười tươi mềm lại em có biết hay không dạ. Trái tim của anh đã thấm vào mơ nghe ha chị chớ bao giờ anh thay đổi chị với mặt khách vô quản lý gì trơn ha nè ca cái bản này biết chưa ca cái bản này là vừa qua ăn mơ nó có ca rồi đó mà nghe mơ nó quên rồi quên rồi thôi giờ anh trò ca hát bản trò cái nghiệp bản trò hai đứa mình ca bản nghe trò ca nhạc rồi, đi rồi ca bản nha bây giờ ca bản nhau
mà. Ờ, của bên Trương đi. Anh đang không thợ. Thôi bây giờ anh có ca bản gì cho anh có của anh sò. Ca nhạc á, ca nhạc về đặng em bản dòng sống chết dòng mắc cỡ gì chơi như chị này hiện đại, chú chịu mơ nó cùng mấy anh đi. Nói là dễ thương vậy đi. Ừ. Ca bản như sao? Nó là tình xưa. Nó là tình xưa là đi làm sao? Về đây bên nhau. Vậy ra. Về đây bên anh nhau. Làm trước đi. Không sợ cả trước. Ơi, đầu tiên mới cho trước đi cô cha nè. Mời cả trước. 1 2 3 vô. Về đây bên nhau. Ta nói lại tình xưa. Vô. Chuyện tình mà bao năm qua. Anh có game. Thôi tôi vui đó. Vô. Rồi rồi vô đi. Mưa. Nói sống lại tình quê. Những ngày xưa ấp ủ, anh ấy dắt em đi trên thành phố cầu xi măng té dưới sông. Quá dễ. Rồi đêm nay khuya em thấy có gì vui không sò. Tình đời mà buồn bao nhiêu à, cô gái khác dắt anh vô ô tô mắc cái quần bay dèo dèo. Nói cá biết cá mà với bà không thương tôi một mẹ ông tiếng ra rồi thương ông quýnh bà nào đang ta thưởng cho rồi rồi đó câu gì bên gì đó bên ông cuông si với cô Long thưởng rồi đó trò ca nè anh em hỏi anh đêm nay đâu vui vui cái tới hồi tiếng quýnh mời cùng đầu tiên em tìm. Hỏi em đêm nay đi đâu em mời anh đêm nay đi đâu anh nói rằng anh đi dân câu anh đi dân câu anh ở nơi đâu anh đi dân câu anh ở trong anh ở trong lu không nói cho em ra anh đập cái luôn hai đứa mình vui luôn trời trời cho bạc ca cắn câu sao anh không nợ tiền để người ta buôn tiền ra anh thấy buồn hay khóc một mình ơn rồi hôm nay hớt mấy cái đầu tóc ra sao rồi xem bà nữa cạo đầu nữa anh mình ơn chiều nay anh về anh sẽ chết với em luôn. Ờ ca vậy đó. Vua nhập kế. Nó học được đẹp phải à. Giờ sao anh đi cầm câu, sao con cá nâu không ăn mày câu. Con ngờ nó lội cắn cần câu, sao mà anh không giật cần câu. Trời sao? Ơi, ông gài cũng ba bốn tàn đòi nhận em tại dùng nước. Còn trời quạt ơi em kéo cửa lung tung mà chẳng biết ông nào chung vô mùng chiều nay đủ gan này chết sống vui cười. Chị đâu thấu em một trái tim đàn bà mà nó ở gan nhiều đâu phải em am tiền vàng mà danh vọng một kiếp vua đời an tan nát một đời quan. Tôi hát cao lên cho trời thấu mà trời nào có hiểu được tôi đâu. Một kẻ cô đơn cũng buồn về phố quê, một kẻ ở lại đây cũng khói nhan tàn vừa đám cho tàn. Quá hay luôn. Tôi ca bà hiểu không? Hiểu. Đời con gái thì phải khổ dẫm về. Mời quậy ba xuống rồi đó. Đâu sung sướng mà vui cảnh khổ mới đây. Làm quá thì phải chịu rất ngỡ đầy. Sau này mới được người dung phân. Nè qua làng qua chân quê hồng mà anh năm qua hồng mới được ngày nay. Dù cho tuổi phận mới sau này phải biết nam trên lỗi tiếng chèo anh tiếng nó không á đặt thì nó làm gì qua này thức mới từ đây đâu được ngang kia cảnh hồ qua đầy. Ơ dạ chị ca hay quá em xin lỗi chị ở đâu nè chị hả ở đâu vô đây nó ở dưới đi lên dạ yeah. Chị ở gia đình nhà ở Gò Vấp á rồi rồi tại vì chị đi ở đợ là chị đi bằng mướn nhà chị nghèo lắm chị lên quận Gò Vấp chị ở chị có chồng chị chưa cơm. Chị có chồng rồi yeah. Mấy đứa con rồi con chị đông lắm năm nay nhiêu tuổi già rồi dạ 60 60 mà còn đẹp chứ hả ừ. Nhìn như còn như mà năm mấy 40 à. Ôi nói nghe nè nói đẹp lắm mà ba cho mơ nghe bảo vậy à tôi gam tỷ đó rồi sao mà giống ba năm mơ sao biết không được 60 mà còn đẹp mơ dần tay lên rồi mới biết thương mẹ thân nhìn mơ
cũng tôi. Dạ, thương mơ chị. Mốt xuống chơi nha, dẫn bạn xuống ủng hộ quay phim cho em, tao nghèo lắm. Rồi rồi biết rồi, biết rồi. Tại vì bả được quá anh. Biết sao không? Mấy anh có biết bả không? Biết, biết mới đi nè. Ừ, thì không mơ. Rồi cũng mà anh ai mới về ha. Nó cho. Hả? Ca nữa đi. Cà hay đúng. Ừ, ca bán nữa, chị mời ngơi ca nữa đi. Ừ. Tại chị ba đến lắm mà ca đãi nè. Đi ha nè. Có đi thì đi. Chưa. Có gì tiếp đi đâu có gì đâu. Ca bán gì nữa ta? Ca bán gì nè, tạm chiến bán rồi. Má ơi. Dạ. Bông lan bông trắng nhị vàng vàng ơi ơi người ơi. Anh qua mình nhìn mơ soi gõ gõ câu lời trả lời cho chị mình nghe. Rồi ba ca bán khác câu mà trời. Đi. Bông lan bánh trắng kia nhị vàng mơ thương anh chàng rổ bánh kia đủ ga anh ba nè lục tỉnh cái Sài Gòn vui chứ bao nhiêu mà anh ghé tới lâu mơ chết liền được chưa mơ ơi bánh bông lan anh nướng nhị vàng anh thương cô nàng từ thở âu đừng nói được không tao nói anh thương cô nàng từ thở mà thương anh mặc sở anh đủ ra ở nơi đâu không xuất diễn bao giờ em cũng thương anh thì cuộc đời anh đang khó khăn chưa về liền mà anh ơi mắt em sợ anh mặt em dối cha mặt điệu chữ tình anh có nuôi nổi hay không một đêm ba nước đêm than khó nói khó cười khó giỡn chửi cháy nhà mà vui nhà mình cháy rồi tới nhà người ta biết ai chữa lửa tới em mời chị Thanh vô chợ giùm chắc nhằn chị chữa cho nàng dù cho lửa tới anh tiếp vật lửa cháy là chơi tiền ha anh tiếp nhắn anh tiền rồi đó hai chị khôn hai chị cùng mừng bán ca không có đúng vợ quá chứ dù cho một đêm ba lửa trăng vàng dù cho lửa cháy anh không sợ nàng ơi cháy gần tim nở trong vừng anh đây sẽ nở nụ cười mặt già ta cay ha tươi cười giống bữa chung không bữa chung giống quá hay luôn đó hay luôn thôi giờ là sò ca bán khác đi sò hết sao nè sò hết sao ca bán quỳnh sò sao quỳnh nè sò hết á hai người đóng đi đã không có thuộc sò hết sao nè bà già thôi ca anh ca bán sọ hết cho anh sọ cái này đóng được không thuộc không thuộc cái cô kia hết ơi hết đó thuộc hết trơn nè hết nói em đẹp làm chi cho quan quyển sang đi chị nè sọ chung mai mơ mơ đẹp làm chi cho sọ sang đi chiều về gì mơ trời ơi vậy à quá dễ luôn chắc có lẽ chiều nay em cũng thả diều luôn quải đâu mình dính nợ quải đâu vợ chồng thấy tươi chiều chiều em xách con diều ra bờ em thả rồi dắt nhau vô bụi xả thì gặp trời mưa tầm tã em làm tơi tả anh chẳng nói bao giờ do vậy ông mời thứ dữ rồi cho má ta biết má có ở chợ ca bán đây trời à dạ kính thưa quý giả đừng xa nghe không thì cây gọn chúc mừng khán giả cười dẫn cho tôi chị Thanh một clip nha à bây giờ cho một like nha tại mình vì cái này vui ra sống hết nha chơi nha à đừng có bình luận chửi với cái phần bỏ tôi chứ sao nha đó cái này đóng giả ca cho đóng đây dẫn chơi dạ. Với mấy chị cho Mỹ bên tay luôn là cho anh Tiến rồi luôn nha thương lấy má về nghe ủng hộ nha cả giàu có hết bạc đầu vợ chồng đi chung hết nha đừng cười lên nha tại vì cái giống như tôi nha trời vui vẻ mình hát nghe mình thương mơ là mình đi qua tới giờ mình chơi nhạc rồi nè à bán gì tôi quên nè trên đường Tổng Quân đi quân buồn lắm bạn bây giờ chơi bạn ô vui quá xá là vui bà quốc rồi chơi luôn đi rồi chơi 1 2 3 tôi vô nè ô vui quá xá là vui ai à quay lại lại tới bà mơ
anh ấy không quay cho quay sao vậy, chú gì chơi luôn đi, khỏi quay luôn, cái máy nó bị đứng ra đi canh đợi một xíu để đó chụp cả bạn đó mới sùng. Hồi nãy báo quay không chịu, giờ tới tôi quay quỷ nhập nữa, nhà đây nhiêu nhập quỷ nhập luôn. Ê, vui 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 nhà trai nhà gái cùng đây mà bà lại anh vô mà cái em nè em ơi cứ vui lâu gặp bà chưa, trời ơi anh bà nè đâu dữ dằn á, vui nè ngày xưa là còn của Hương Tràm của anh Thanh Sang Minh Ký anh hả lại rồi anh rồi đây đây rồi bà không quay đó rồi làm mày cơ đó lại xưa là gà đồng gắn hút cùng nhung của tỉnh Đồng Tháp khối đồ ra khối nó lên đẹp đẹp thôi giống con đẹp đẹp mà đẹp nữa mà nghệ sĩ đó. Đây coi 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 lấy anh Tiến làm tôi đó ngồi coi coi cùng cùng anh Tiến chữ rồi đó anh Tiến ngày chữ đi quýnh nó liền đó cái sĩ giấu mặt đó vậy hả đây coi 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 ngồi coi coi đây coi tôi coi quần bao hết trời ơi bệnh nhiều quá trời đây coi nè giờ này lên nghe chị coi nè nghe chị nè bệnh nặng rồi đó nè chị tuổi gì nè nói trình bày cho coi chưa tuổi con bò thôi tuổi tuổi bò không nội tuổi bò hả tuổi này 60 quá đi con ca lên ca lên ca luôn ờ rồi Con tuổi này buồn lắm nghe cô nương thấy ai buồn bà sức lại giúp mà dùm tánh tình cũng khôn đời chứ không ai mà xảo nguyệt qua đời cô nương không có thầy bói mà mơ tối này đương nhiên cho sống trời chứ không chém giết một mạng người nào đâu đó thấy không tối này cũng lanh lẹ rất nhiều bước ra chơi xứ cũng chẳng màng thua ai đó thấy không nhớ tụi câu này nghe nữa tôi có chết cũng nhớ mơ nghe tối này cũng không lạ hiền đụng vô mới biết cọp gừng hay cọp nay nó chồng mà giỡn mà đi ừ tuổi đó anh trên biết mà anh ấy đâu có anh giỡn đâu anh theo hậu vệ ba nè hậu vệ ba ca nữa sao hậu vệ mai mà tối này đang kiếm tâm chồng lứa người hiền hậu về Việt Nam sống dưới đời mình ở Đài Loan về phải không ừ. Thôi giờ tôi cho tôi xin lỗi đi hết người vừa rồi không coi nữa hết đi cũng mặn lớn mà mới mốt coi rồi, rồi ha hiện giờ đi về đây kiếm tấm chồng Việt Nam này không đây vui quá chơi giờ không về Đài Loan phải không thương mơ nghĩ về Đài Loan lần đó thương mơ giờ đang kiếm chồng mà thương mới mơ chơi bạn luôn ừ. Có hai vấn đề luôn ừ. Đang kiếm tấm chồng đó bằng mai cho bà đi bằng mai bà này trước đi Đài Loan mới về đó để mơ là mai đi em ở Hàn Quốc nè bằng tay tôi giữ trong tay bà này được không nói chơi chơi tay em tay ấy đó ha chơi đi bằng mai cưng đó còn rồi bị ta hại chứ bằng mai này không ai hại đâu bằng hai này bằng tay em bằng tay thứ giữ đó 700 người 500 tăng nữa đó thằng tay này mới quản lý luôn đẹp ác nè mà con này tại con cưng đó bà thương mày tay mà nó chơi mày chơi rồi bà nuôi mày đó nước mắt chan đầy đau khổ đã quá rồi bữa nào qua không chơi nha phải rồi đó không phải bây giờ được thằng ơi chờ tiền rồi đó lỗi đường vụ với ta anh thấy không bà hay quá hai bà chị ca chị nói chị giàu mà bên Mỹ mà mình đâu ngọt quá không ngọt quá ha ngày sau mới biết rõ ràng người thương đáp rồi canh này mới biết khổ thân nè chúc khán giả bên Mỹ bên Tây cười giỡn nghe ủng hộ hết nha tất cả anh luôn nha anh tên gì ạ hả Thanh Hải An Giang Thanh Hải An Giang một like luôn nha gửi tiền ngân hàng bên Mỹ bên Tây ủng hộ nha cút về hết luôn nha đám cưới đầu mơ mơ đi chơi nha rồi đó mua dịch kêu chung qua đây nấu cháo và ta uống một vai chơi tiếng kêu